Quản lý của mỹ nhân chiếc lá cuốn bay, là mẹ đơn thân, là quản lý đẹp nhất của Chibik. Có xuất thân là một người mẫu, chính vì thế dù đã là mẹ, nhưng nữ quản lý của Tanmo vẫn giữ được vóc dáng nóng bỏng. Sau nhiều ngày, vụ việc nữ diễn viên chiếc lá cuốn bay Tanmo Nida rơi xuống sông tử nạn hiện vẫn đang là tâm điểm truyền thông. Nhiều nghi vấn đã đổ dồn vào Pratik Isarin Jutasutsawat, quản lý của nữ diễn viên. Người này bị cho là có liên quan trực tiếp đến cái chết của Tanmo. Được biết, Kratik là bạn thân của diễn viên phim Chiếc lá cuốn bay, từng đồng hành cùng cô qua nhiều biến cố cuộc đời. Cô nàng là người chuyên đảm nhận nhiệm vụ, nhận công việc và sắp xếp lịch trình cho Tanmo. Kratik trước đây là một người mẫu chuyên chụp những bộ ảnh nóng bỏng gợi cảm. Cô từng xuất hiện trên nhiều tạp chí như Playboy, Maxim. Đồng thời, Kratik cũng có cơ hội tham gia một số phim truyền hình với vai diễn khách mời. Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí Thái Lan nhưng không gặt hái thành công, Kratik đã rút về hậu trường để làm quản lý. Tuy nhiên đến hiện tại, Kratik vẫn sở hữu vóc dáng vô cùng nóng bỏng. Có thời điểm báo chí Thái Lan còn tung hô Kratik chính là quản lý đẹp nhất của giới giải trí. Làm việc với Tanmo, Kratik cũng có cuộc sống sang chảnh đáng mơ ước. Cô thường xuyên đi du lịch khoe những món đồ hiệu đắt đỏ. Kratik có một người con gái, tuy nhiên cô chưa từng công bố về danh tính của cha đứa bé. Dù là mẹ đơn thân nhưng nữ quản lý này luôn cố gắng cho con gái những thứ tốt nhất. Vì có mối quan hệ thân thiết với quản lý nên Tanmo đã nhận nhóc tỳ làm con nuôi. Nữ diễn viên luôn yêu thương chăm sóc cho bé như con ruột, bằng chứng là trên trang cá nhân của mình, Tanmo thường xuyên chia sẻ hình ảnh nhí nhố đáng yêu của cô bé. Không chỉ là quản lý, Kratik còn là người bạn thân thiết với Tanmo, cả hai cùng nhau chăm sóc con gái, thường xuyên đi du lịch làm việc chung. Được biết, Kratik cũng chính là người bên cạnh Tanmo, giúp nữ diễn viên vượt qua cú sốc hôn nhân đổ vỡ và cha ruột ra đi. Vào ngày Tanmo tốt nghiệp đại học ở tuổi 37, để hoàn thành tâm nguyện của người cha quá cố, Kratik cũng xuất hiện trong bộ ảnh kỷ niệm. Có thể nói rằng Kratik là một trong những người mà nữ diễn viên Tanmo thân thiết và tin tưởng nhất. Tuy nhiên, sau sự ra đi của Tanmo, Kratik lại có những phát ngôn khiến dân tình cảm thấy khó hiểu. Cụ thể, chiều 27 tháng 2, Kratik đã bị triệu tập đến sở cảnh sát tỉnh Nonthaburi và lấy lời khai trước sự chứng kiến của truyền thông Thái Lan. Tại đây, Kratik đã bị đặt câu hỏi về những nghi vấn xoay quanh cái chết của Tanmo, trong đó có nghi vấn nữ diễn viên chiếc lá cuốn bay bị ép lên tàu để tiếp khách. Quản lý của Tanmo thừa nhận đã sắp xếp cuộc hẹn này, dù Tanmo không hề quen biết gì với những người trên thuyền. Tuy nhiên, cô phủ nhận đây là cuộc hẹn theo kiểu tiếp khách như những nghi vấn mà công chúng đặt ra. Kratik khẳng định đây là một cuộc hẹn bình thường, nhưng không nghĩ lại xảy ra tai nạn. Nữ quản lý cũng phủ nhận việc đã dùng điện thoại của Tanmo để xóa các bài đăng trên Instagram của nữ diễn viên sau khi cô mất tích. Về việc cắt mọi liên lạc biến mất suốt một ngày sau khi Tanmo gặp nạn, Kratik cho biết đó là do tâm lý bất ổn và cần thời gian để bình tĩnh lại. Đặc biệt tại đây, Kratik còn có một phát ngôn gây tranh cãi về tai nạn của bạn thân. Cụ thể, nữ quản lý nói, nếu bạn của tôi chết, tôi cũng chẳng được lợi lộc gì, bạn mất thì tôi cũng chẳng còn tiền. Câu nói ráo hoảnh về sự ra đi của Tanmo đã khiến dân tình dậy sóng, nhiều ngôi sao Thái Lan cũng đã bày tỏ sự phẫn nộ. Tanmo Nida, sinh năm 1984, tên thật Nida Pacharaverapong, là nữ diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng trong làng giải trí xứ Chùa Vàng. Cô từng được đánh giá là một trong những ngôi sao chủ lực của đài truyền hình CH7 Thái Lan nhờ ngoại hình nóng bỏng gợi cảm. Sau sự ra đi đột ngột của cô nàng khiến khán giả khắp nơi không khỏi bàng hoàng. Hiện tại, phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra về cái chết của Tanmo Nida và tuyên bố sẽ đưa mọi việc ra ánh sáng.